Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 180062223 website duyanhweb.com.vn. Bệnh Parkinson nên ăn uống như thế nào? Với bệnh Parkinson, chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng giúp làm tăng hiệu quả điều trị, giảm các biến chứng trên đường tiêu hóa cũng như giảm thiểu tác dụng phụ của thuốc Tây. Dưới đây là những lời khuyên hữu ích trong chế độ ăn. Các thực phẩm nên ăn, nên kiêng mà người Parkinson cần chú ý. Người bệnh Parkinson nên ăn gì? Bạn nên ăn đa dạng các loại thực phẩm khác nhau để cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, những nhóm thực phẩm gợi ý dưới đây nên được xuất hiện nhiều hơn trong chế độ ăn hàng ngày để giảm triệu chứng bệnh và làm chậm tiến triển. Các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa. Chất chống oxy hóa sẽ thu dọn các gốc tự do chất kích thích tế bào viêm, stress oxy hóa, ổn định nồng độ dopamine nguyên nhân gây bệnh Parkinson, từ đó ngăn chặn quá trình tổn thương, thoái hóa não bộ. Ngoài hệ thống chất chống oxy hóa nội sinh, người bệnh Parkinson cần tăng cường các chất chống oxy hóa từ thực phẩm hoặc các thảo dược thiên nhiên. Vậy những loại thực phẩm nào giàu chất chống oxy hóa? Đó là các loại trái cây và rau quả nhiều màu sắc như các loại rau màu xanh, rau chân vịt, súp lơ xanh, cà chua, cà rốt, đậu đỏ, quả việt quất, dâu tây, mận và táo. Một số thức uống có chứa nhiều chất chống oxy hóa là trà, trà xanh và trà đen, cà phê, rượu vang đỏ với lượng vừa phải, nước ép tối màu như lựu, việt quất. Nghiên cứu của Đại học Hồng Kông năm 2013 trên tạp chí Khoa học Thế giới cho thấy hai thảo dược thiên ma, câu đằng có khả năng dọn dẹp gốc tự do, chống viêm, ngăn chặn quá trình thoái hóa, lão hóa não bộ trong các bệnh như Parkinson, Alzheimer. Các thực phẩm giàu dopamine. Ngoài thuốc điều trị, người bệnh Parkinson có thể bổ sung dopamine từ thực phẩm. Các loại đậu, đậu xanh, đậu đỏ, đậu tương không chỉ giàu chất xơ để hạn chế bất tình trạng táo bón, mà chúng còn chứa protein có tên tyrosin, là nguồn dinh dưỡng cần thiết để làm tăng nồng độ dopamine cho não bộ. Một số loại hạt như lạc, hạnh nhân, quả hồ đào, hạt điều, óc chó, hạt hướng dương hoặc quả chuối cũng đã được chứng minh tác dụng làm tăng lượng dopamine trong não hiệu quả. Các thực phẩm giàu omega 3, axit béo omega 3 là chất dinh dưỡng cần thiết cho hầu hết các mô trong cơ thể, đặc biệt là não. Không chỉ vậy, omega 3 còn tác động vào một trong các cơ chế gây bệnh Parkinson là chống viêm. Nghiên cứu cho thấy người bệnh Parkinson được bổ sung axit béo omega 3 trong điều trị cải thiện được đáng kể tình trạng trầm cảm so với nhóm chứng. Vì thế, người bệnh Parkinson nên tăng lượng chất dinh dưỡng này bằng cách ăn cá ít nhất 2 lần tuần hoặc bổ sung dầu cá trong trường hợp không ăn được cá. Một số loại cá tốt cho bệnh Parkinson như cá thu, cá hồi, cá trích, cá mòi, cá ngừ albacore, trong đó cá hồi được xem là sự lựa chọn tốt nhất vì chúng có chứa nhiều axit béo omega 3, axit eicosapentaenoic EPA và axit docosahexaenoic DHA. Các thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất. Thay vì uống các sản phẩm bổ sung, bạn nên tăng cường ăn các thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất cần thiết giúp làm chậm tiến triển của bệnh Parkinson. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0 cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 180062223 website duyanhweb.edu.vn. Magie là những khoáng chất cần thiết cho sự thư giãn cơ bắp và hoạt động của xương. Một số dấu hiệu cho thấy sự thiếu hụt magie là run cơ, yếu cơ, mất ngủ, căng thẳng, cao huyết áp, nhịp tim không đều, trầm cảm. Vì vậy, người bệnh Parkinson có thể bổ sung magie để cải thiện các rối loạn không thuộc về vận động. Ngoài ra, người bệnh Parkinson cũng nên tắm nắng mỗi ngày để bổ sung vitamin D. Nghiên cứu gần đây phát hiện ra rằng có sự xuất hiện các thụ thể của vitamin này trong não, giúp tăng cường hormone tăng trưởng tế bào thần kinh, chống viêm, trẻ hóa tế bào và cải thiện tâm trạng. Người bệnh Parkinson nên kiêng gì? Thực phẩm giàu protein. Protein làm giảm hấp thu thuốc điều trị bệnh Parkinson, vì vậy người bệnh không ăn quá nhiều thực phẩm chứa protein như thịt, sữa, đặc biệt là sử dụng thuốc ngay sau khi ăn chúng. Mặc dù vậy, nguồn protein trong cá, các loại đậu lại cung cấp dưỡng chất cần thiết cho não bộ. Bạn không nên loại chúng ra khỏi thực đơn hàng ngày, chỉ cần hạn chế hoặc ăn cách xa thời gian uống thuốc. Thực phẩm giàu chất béo. Tránh các thực phẩm chiên, dầu mỡ, đậu tằm cung cấp một lượng Levodopa tự nhiên, vì vậy dễ gây quá liều ở người bệnh Parkinson đang điều trị bằng thuốc. Hãy hỏi ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung. Đường có thể khiến người bệnh Parkinson tăng cân và khó kiểm soát trọng lượng. Vì vậy, hãy giảm bớt nó trong chế độ ăn nếu không muốn tăng cân quá nhiều. Muối. Tránh sử dụng muối ăn quá nhiều, đặc biệt là người bệnh Parkinson có kèm theo bệnh lý tim mạch. Rượu, đồ uống chứa caffeine, nước nóng có thể làm mất nước và gây huyết áp thấp. Rượu có thể làm giảm tác dụng của thuốc điều trị. Một số lưu ý trong chế độ ăn giúp cải thiện triệu chứng của bệnh Parkinson: cải thiện táo bón và hạ huyết áp, tăng chất xơ từ rau xanh và ngũ cốc, tăng chất lỏng bằng cách uống 6 đến 8 5 ánh sáng nước mỗi ngày, khoảng 250 ml ly nước. đặc biệt là vào buổi sáng sớm để kích thích nhu động ruột, cải thiện chứng khó nuốt. Người bệnh Parkinson thường có cảm giác thực phẩm mắc kẹt ở cổ họng khi ăn, thậm chí bị sặc và ngừng thở. Vì vậy nên ăn các dạng thực phẩm mềm, lỏng như cháo, súp, canh, thực phẩm xay nhuyễn. Một số đồ chua, lạnh và thức uống có ga cũng giúp tăng tiết nước bọt nên quá trình ăn uống cũng dễ dàng hơn. Trong khi ăn, người bệnh nên ngồi thẳng lưng, nhai kỹ hơn và ăn tốc độ chậm hơn bình thường, giảm triệu chứng buồn nôn. Để giảm cảm giác này, bạn nên uống từng ngụm nhỏ nước giải khát hoặc nước đá lạnh, đồ uống có chứa đường để ổn định lại dạ dày, nhưng nhớ không nên dùng cùng bữa ăn. Tránh sử dụng các loại nước ép cam và bưởi vì chúng có vị chua sẽ làm tăng cảm giác buồn nôn. Đồng thời, bạn cũng nên tập thói quen ăn chậm và chia thành nhiều bữa nhỏ trong ngày. Ăn các thực phẩm lạnh hoặc ở nhiệt độ phòng để tránh buồn nôn từ mùi thơm của thức ăn nóng. Nếu cảm thấy buồn nôn vào buổi sáng, hãy ăn một miếng bánh trước khi ra khỏi giường. Giảm cảm giác khát nước, khô miệng. Thông thường, bạn nên uống tối thiểu 8 ly nước mỗi ngày. Chỉ lưu ý trường hợp có bệnh lý tim mạch mắc kèm thì cần tham khảo ý kiến của bác sĩ về lượng nước cụ thể có thể bổ sung mỗi ngày. Bên cạnh đó, giải pháp làm ẩm các loại bánh mì, bánh quy trước khi ăn hoặc uống nước sau mỗi lần ăn cũng khiến tình trạng khô miệng cải thiện và người bệnh dễ nuốt hơn. Trong bữa ăn nên thêm nước sốt vào thức ăn để chúng mềm và ẩm hơn. Giảm đau, chuột rút về đêm, người bệnh có thể sử dụng mù tạt vàng với thành phần bột nghệ. Uống nước tăng lực có chứa quinine. Suy nhược cơ thể thường xảy ra ở giai đoạn muộn của Parkinson, vì vậy người bệnh nên ăn đầy đủ chất và chia nhiều bữa nhỏ trong ngày. Khi người bệnh Parkinson áp dụng một chế độ ăn uống lành mạnh như hướng dẫn trên đây, họ không chỉ cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cơ thể mà còn làm tăng hiệu quả điều trị và làm giảm tác dụng phụ của thuốc điều trị Parkinson. Từ đó cải thiện dần chất lượng sống và kéo dài tuổi thọ của mình. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu, tặng tên miền hosting, hotline tư vấn làm web 180062223, website duyanhweb.com.vn.